Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Tưởng gì chứ nhà bên cạnh à? Thế thì bình tĩnh. Ok này, ba lô 2 này, MP5 này, rồi rồi. Công qua được rồi anh em ơi. Đâu rồi, chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Làm sao? Ui nó gài mìn. May là không dính mìn. Hay lắm em ạ, được. Gài mìn chất đấy em ơi. Ui đằng sau luôn. Vai trưởng đằng sau cũng có người đấy. Căng phết nhỉ anh em, không đùa được. Hà Nội, không vội được đâu anh em ạ. Căng. Thằng kia đứng lại. Thằng kia đứng lại em ơi. Lên bảng. Không biết nó xài súng gì nha anh em ạ. Còn mò cho full cái đã. Còn một đứa ngay phía sau nữa cơ. Ok. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ đuổi theo nó, chạy theo phía này. Xem đứa nào ở phía sau này. Đây rồi, thế rồi. Thấy rồi nha em ơi. Spart 12 cả vỡ đầu. Xong. Đây chúng ta có thêm X18 nha mọi người. Let's go nào. Mấy thằng rầm rơm này. Để mình xem tranh thủ lượm thêm xíu đồ nha anh em. Nãy vội quá. Còn trước khi bản đồ đã chạy qua công của chúng nó rồi. Hên là vẫn đang còn sống này. Đã có được giáp chống nổ này. Mũ 3 này, ba lô 2 này chất chưa. Xem cố gắng kiếm thêm lên được cái ba lô 3 thì ngon lành cảnh đào anh em ạ. Để tôi sẽ kiếm cái ba lô 3 nhá. Qua đây. À đây, anh em tích cực cứ lượm thật nhiều bánh phô mai vào. Rồi đổi sự kiện anh em sẽ có đồ ngon nhá. Ở đây chúng ta có gì đây? Chỉ là một khẩu ăn được 94 thôi hả? Rồi này có thêm mấy đồ này. Đi thôi anh em, mình sẽ qua bên này. Ok, còn gì ở đây không vậy? Không còn gì cả. Lên tròi nha mọi người. Lên tròi check đồ coi. Chỉ là đạn xuống trước mà thôi đây. Đổi qua khẩu này 1.4A1 nhá. Trang bị cái ống ngắm mình không mang à? Nhỏ nhở. Được Vasca này. Chắc là nãy mình quên rồi, mình không lựa ống ngắm rồi anh em ơi. Mình nhớ là mình có ống ngắm 2X mà. Chắc là quên hoặc là mình để đâu đấy thôi. Tầm này thì chuẩn bị lên cổng trời nào anh em ơi. Tôi sẽ lên cổng trời tiếp tục khô máu và cơ bản là kiếm tốt thôi. Có đúng một quả một keo duy nhất này. Anh em mà để chiến thắng thì các bạn sẽ cần nhiều một keo hơn nữa. Càng nhiều bom keo càng tốt nha mọi người. Nhưng mà ở đây kiếm bom keo hơi mệt, hơi vất vả thì không sao. Ở đây có thêm máu này, ngon. Ui dồi ôi, có thêm máu là ngon rồi. Gậy bóng chày này. Ở đây có gì nữa này. Ok. Mỗi tội đạn trở nên hơi ít. Thôi thì cố gắng tí nữa lượm thêm này. Máu cũng hơi ít này, bom keo cũng hơi ít này. Nói chung là cái gì này cũng hơi ít luôn anh em ạ. Hết pin thì anh off stream nha. Lên nào mọi người. Đây. Đây. Vừa đang tính chạy lên cổng trời thì ngay bây giờ có người, chúng ta lại vòng xuống dưới, chúng ta ăn mạ thôi. Ở đây à. Ok thôi. Bây giờ anh xuống anh xử các chú luôn này. Rất gần anh em ạ. Nó ngay chỗ này thôi. Nó ngay đây này. Đậu xanh này, làm gì vậy? Làm gì vậy em ơi? Lên bảng luôn, không phải nói nhiều. Thanh niên chơi súng gì vậy? Chơi giống như kiểu là M14. Đúng không nhỉ? FVD. Thả nào chơi từ cẩn thận thế. Từ. Đây rồi, chúng ta có thêm bom keo này. Thêm máu cũng khá là cần thiết nha anh em ơi. Lượm thêm máu này. Let's go thôi. Còn lại 24 mạng nữa. Thôi thì tích cực săn mạng kiếm tốt nào. Xuống đây thôi anh em ạ. Chúng ta có gì ở dưới này? Hòm sắt đây. Nó vừa hạ một đứa ở dưới này. Thằng bé mỗi là 94. Nghèo vậy. Ấy, giảm thanh. Giảm thanh đây rồi nha anh em ơi. Có giảm thanh mà anh em chơi solo này thì tốt lắm. Tí nữa đi cấu rỉa chúng nó. Thế thì ngon. Có cả Ska nữa cơ mà. Ska bắn tốc độ cực kỳ nhanh rồi. Lên trên nào mọi người. Chúng ta lại quay trở lại khu cổng trời thôi. Đây tối em ơi anh đây. Tối vẫn chưa ngủ hải mây. Đây anh đang live stream. Chắc hết pin thì anh lại off thôi hả? Cảm bách mày anh em. Đầu tháng kiểu bệnh. Không live được. Thế là cuối tháng thì mặc dù vẫn còn bệnh ốm nhưng mà vẫn cố gắng live để cho nó đủ cái thời lượng. Đấy, kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh chứ anh em lại có tiền ăn, tiền uống nữa, tiền nhà cửa các kiểu. Thôi cố làm thôi. Anh em xem live chia sẻ lại trên hộ mình nhá.
19 thân nữa hả? Ok luôn, để coi nào. Xuống dưới đây đi. Chúng ta sẽ xuống dưới này. À, tầng 2 này. Tầng 2 có người. Ê, lái xe hơi ngáo. Lái xe hơi ngáo rồi các bạn ạ. Rồi làm sao? Đây hả? Có mỗi liệu chóa thế à? Có mỗi liệu chóa thế hả? Lên bảng. Xong. 4 kill. Rất là easy anh em ạ. Gặp ngay cái thằng ngáo ngáo này thì quay 3 lô 3 luôn. Chất. Chúng tôi có đây là chất chơi người rơi anh em ạ. Vứt bớt đại tử lên đi. Đúng rồi. Lượm đạn xuống trường này, máu này. Chúng tôi gọi đây là chất anh em ơi. Nào xuống 1 để đấy đi. Xíu có gì còn thay đổi được. Quay lại với con xe quen thuộc của mình thôi. Mình thích dùng xe đi săn mạng hơn anh em ấy. Rồi ok. Tầm này nên chạy đâu nhỉ? Có khi là chúng ta nên xuống khu dân cư một xíu nhá. Khả năng cao là sẽ có người này. Xuống dưới khu dân cư nha. Ồ, no một ai. Vắng. 18 thằng nữa. Quay lại phía trên. Bên trên. Ngay chỗ này có người nha anh em ơi. Ngay vùng NG này mình vừa chạy qua mình thấy mà. Thế nên quay lại luôn. Xem mà số nước bao nhiêu lâu nữa với kẹo này. Slow bạn ơi. Đâu rồi, mình vừa thấy bạn ở đây cơ mà nào. Slow Yasuo 20GG không? nó chạy rồi. Có thể là nó ở nhà trắng cơ. Nhưng mà mình không muốn công lên cho lắm. Bởi vì là toàn mấy đứa cho nó gài mình các kiểu. Xong núp các thứ. Nói chung là rất là ghét mấy đứa thủ nhà. Tốt nhất là anh em muốn sống dai là không nên dây vào mấy đứa thủ nhà nhá. Nhiều khi là chết oan anh em ạ. Nhặt súng lụng để được nóng anh ơi hả? Xuống đây. Vứt xe mất tiêu rồi. Trong nhà này có người này. Đậu xanh này làm sao đấy em ơi. Xong. Lên bảng. 5 kill ngon lành nhá. Nhặt súng lụng tí mà anh em kiểu như là anh em để. Anh em mà để linh ta linh tinh chọn nhầm súng lục mà cái lúc đang bắn nhau thì chết. Thế nên là anh không có cầm súng lục luôn. Rồi nha. Đồ chất, đồ ngon. Ô da này. Ô da đủ ngon chứ anh em ơi. Nòng súng 1 cứ để đây đi. Xem có nòng súng nào ngon hơn không. Thằng này hả? Có nòng súng 2 này. Rồi ok. Vứt cái nòng súng 1 đi. Để lại mỗi nòng súng 2 thôi anh em ạ. Thì có gì lắp nòng súng 2 vào nếu như mà anh em bị lộ vị trí nhá. Đây hôm nay lượm hơi nhiều bánh phô mai này. Tí nữa nếu mà đổi vật phẩm sự kiện thì khá là ngon đây. Anh em tích cực lượm bánh phô mai nha. Thôi quay lại lấy con xe. Ê, Free Fire hay lỗi kiểu gì ấy. Đúng rồi em ơi, Free Fire lỗi kiểu nó hay bị lỗi loát game ấy. Nhưng khi anh cũng chẳng hiểu tại sao mà mãi mà không fix kiểu như là nó bị lag mà. Thì thoảng thôi. Thưa mọi người ơi, nãy vứt xe ở đây, bây giờ quay lại đi kiếm xe thôi. Kiếm xe tiếp tục săn mạng chứ còn 16 thằng nữa. Xe đâu? Đây rồi, xe đây. Xe đây rồi các ông ạ. Chuẩn bị lên đường. Chúng ta lên đường nào anh em. Đây xin cảm ơn 953 người xem nhé. Cái đậu xanh. Vừa lên xe cái xong lại có người bắn này. Thế tôi lại phải chạy lên rồi. Chỗ nào vậy em ơi? Đây rồi. Thấy rồi nhá, AWM cả. Ghê vậy. Ui. Tính nhầm gì vậy em ơi? Spam 12 cả. Cái đậu xanh này, Spam 12 này. Solo với kẹo đâu dễ vậy? Bom keo này, ui. Nhiều bom keo phết nhỉ, ngon. Mình đã có chịt từ máu này, quần máu đã. Vào trong này, quần máu đã. Rồi là sửa chữa mũ giáp luôn. Nói chung là anh em chơi game phải cẩn thận. Rồi ok. Sửa chữ mũ giáp này em. Còn máu luôn. Cho nó full cây luôn anh em ạ. À gần full rồi. Thôi kệ đi. Để nó tự bơm đi. Điều quan trọng là mình sẽ cần lượm thêm đạn. Thay vì tôi cứ thương quá nhiều. Ok này. Ơ nhưng mà lỡ tay rồi. Thôi lượm thế cũng được không sao cả. Mất xe rồi anh em ơi. Số nhỏ. Mất xe. Xem bot thu tại đâu đây. À bo thì nữa xuống thung lũng nha anh em. Thung lũng làng thông làng gốm này. Nên là mình cứ vào bo dần đi. Và bo dần đi thì nó sẽ là một lợi thế rất là tốt này. Hiện tại thì mình đang dùng điện thoại Xiaomi Black Shark 2 nha mọi người. Ok. Xuống thung lũng thôi, chuẩn bị vào bo thôi. Đây rồi, nói chung là săn người cũng khá là vất vả đây.
Thôi thì cố gắng kiếm trận tốt nhá. Kiếm trận tốt để vui vẻ nào anh em ơi, ăn mừng nào. Chạy từ từ cẩn thận, pha này rất là dễ gãy nha anh em. Kiểu đứa nào mà nó sấy cho thì thôi xong. Có khi tôi xuất mặt này, hiện tại thì mình đang có 13 mắt xe này. UAV ở ngay đây rồi. Ui, một đứa rất là gần nhá. Căng 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 căng. Pha này hơi căng rồi, hai đứa ở trên đồi luôn. Căng thẳng phết anh em ạ, nói nhà Doraemon thì phải. Nhà này, nhà này. Nhà này rồi anh em ơi, không phải Doraemon đâu. Nó là nhà này nha mọi người. Cái đậu xanh. Ngồi canh đâu vậy em ơi? Đấy hả? Ngồi canh này, vỡ đầu. Ngồi canh. Ngồi canh với anh đấy à? Bên trên này có hai đứa. Khả năng chúng nó team up với nhau là rất là cao nha. Nãy mình thấy vị trí của hai đứa nó gần nhau mà chúng nó lại không bắn nhau này. À đây, nó chạy ra. Nó chạy ra xa rồi, lên trên chạy thẳng. Chạy thẳng lên trên kiếm người nào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chạy cẩn thận anh em ạ, không là gãy hơi uổng đấy. Đang bảo cố gắng kiếm top 1 mà, nên là chơi cực kỳ cẩn thận thôi nha. Hello bạn đây đâu rồi? Nó ngồi ở đâu vậy anh em ơi? Bây giờ có thính. Chắc là nó xuống phía dưới thính rồi. Để mình coi nào. Ai, không có người. Không biết là nó núp ở chỗ nào hay không anh em ơi. Nó mà núp ở chỗ nào thì hơi bệt đấy. Chắc cách không có. Không thấy núp đâu anh em ạ. Nên là yên tâm mà rút thính thôi. 12-49. Bông keo, bông keo. Tiếng bông keo rất là gần mọi người nhá. Giả vờ tí thôi. Tôi làm gì có bị nó lắp đâu. Người ta gọi là giả vờ anh em ạ. Giả vờ nói lắp thử lòng anh em thôi. À đây làm sao? Chạy đôi mày, chạy đôi mày, chạy đôi mày. Lên bảng, xong. Có xe, có xe. Một đứa vừa chạy xe qua đây à? Ơ, vừa nghe thì tiếng xe mà, ui. Câu liệu các kiểu này. Căng, 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 căng. Pha này hơi căng thẳng rồi nha anh em ơi. 9 thằng nữa, ui, đồng thế. Sao có đông người vậy? Bo khá là nhỏ rồi nha em ơi, có 9 thằng nữa cơ. Thế này hơi gắt rồi nha. Hơi gắt rồi nha anh em ạ. Có người không vậy? Không có, ngồi tạm bên đi, soạn đồ xíu này. Nòng súng 2 kéo xuống dưới tí nữa anh em trang bị dễ hơn nhá. Hợp lý. Thế còn người đâu? Ê trong này. Mình nghe, mình nghe, mình nghe kiểu tiếng chúng nó nạp đạn khá là gần đấy. Ê thấy rồi. Thấy rồi em ơi, tưởng ở đâu cơ? Tưởng là đâu cơ? Qua đây, qua đây em ơi. Qua đây em ơi. Qua đây em ơi, tưởng là đâu cơ? Lên bảng, xong, 9 kill, gác. Anh em thấy đủ gắt chưa? Bấm keo các kiểu này. Ê, chuẩn bị sửa giáp thôi. Ngồi tạm đây sửa giáp cái đã anh em ơi. Hợp lý, mình có 9 quả bóng keo, tự tin chiến thắng thôi. 8 thằng nữa. Rồi, ok. Tiếp tục kiếm người nào anh em, săn mạng nào. Mình quên mất là mình chưa có chảo. Chưa có chảo của gậy búng chảy thì nó lại không hỗ trợ đỡ đạn cơ. Ê, thế này chết dở rồi. Căng thẳng đây. Khá là căng thẳng anh em ạ. Ê có xe, đứng gọi lại, đứng gọi lại. Xe nó tông cho cái lại khổ. Thằng bé xuống xe rồi nha anh em ơi, thằng bé xuống xe rồi. Nó xuống xe rồi nha mọi người ơi, đậu xanh này gấu ra này. Chặt đôi mày, chặt đôi mày, lên bảng. Xong luôn 10 kill. À nó gảy mìn, nó gảy mìn. Nó gảy mìn ngay ở đây luôn anh em ạ. Gác, từ 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 từ, check mình cẩn thận này. Ê đừng có người, có người. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh em ơi, đừng vội, đừng vội, đừng vội. Đừng vội thế chứ. Đây lấy kẹo ngắm một ít đã. Sửa chữa giáp này, quần máu đã. Nó ngay chỗ góc nhà thì phải anh em ơi. Bây giờ ngồi đây chơi cũng sợ phết nhở. Bình tĩnh đi. Let's go, xe còn một xíu giáp này không sao. Chạy tốt anh em ơi. Chạy tốt luôn nhỉ, sao phải ngại đây. Xe còn một xíu giáp vẫn chạy tốt rồi nhá. 6 thằng nữa cơ, căng thẳng thật, không đùa. Không đùa anh em ạ, 6 thằng nữa cơ, căng thẳng thật, rồi xong. Ê, mình chưa kịp lượm bông keo nữa cơ. Lên xe, chạy luôn. Nó đang gắt quá mà anh em, làm gì có thời gian mà lượm bông keo đây. Đứt bàn thứ 2 đi, thừa này.
Người đâu, người đâu? Xe nó đang bốc khói rồi anh em ạ, tôi vẫn đang cố gắng tôi quẩy. Ở đây. Đây à, đây có một đứa này. Đây có một đứa này anh em này. Làm sao đấy, ok, 12 kill gas. Bom keo này. Rồi, lên xe. Đến lúc lại lên xe rồi anh em ạ. Hai thằng cuối thì đã đến lúc mình nên trang bị cái nòng súng 2 rồi. Chạy lẹ lên thôi. Ui, chạy lẹ lên thôi anh em ạ. Nó nhanh quá, nhiều khi là vấp cả chữ anh em, sorry anh em thông cảm nhé. Đâu rồi, hai thằng cuối đâu? Ê, chạy cẩn thận không quá đà, hơi mệt. Mò tầm này hơi gắt rồi nha anh em ơi. Tốt một thẳng tiến nào. Đang có 3 mắt xem này. Làm sao người đâu? Ở chỗ này mình nghĩ là không có đâu. Có khi chỗ nó ở dưới ấy. Tốt một thẳng tiến nào. Không thấy người đâu. Nhưng mà cứ nên chạy một vòng cho chắc ăn anh em ạ. Có thể là chúng nó núp thôi. À đây, phía sau. Tưởng gì, ê đừng. Đừng phá xe kẹo như thế. Đã bảo là xe đang nát rồi mà đừng phá thế. Đừng phá thế các bạn ạ. Xe đang nát rồi, sao lại phá xe mình như thế. Đi bộ thôi. Ê cái đầu xanh, đừng. Đừng bạn ơi, làm sao đấy. Dựng bom keo cả, cột máu đã. Làm sao đấy bạn ơi. Ok lần này làm sao. Mình đang ở đây, vẫn dựng bom keo tốt nhé anh em. Căng thẳng quá nhở anh em ơi. Đậu xanh này, ok dựng một keo. Thằng cuối tới cuối, yes, top 1, 12 kill 13 kill rồi, ui, một mớ mình luôn này. Gát, đứa nào ngày mình ghê vậy. Trời ơi, hợp lý luôn này anh em ơi. Ngon lành cành đào nhá. Ui dồi ôi, 13 kill này, ngon chưa anh em. Ăn mừng thôi. Yes, tuyệt vời. Như vậy là mình đã có được 13 kill top 1 ở trong vài đấu này nha anh em ơi. Yes, chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.